Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn có thể tạo ra một món tráng miệng đầy cám dỗ chỉ với 3 bước đơn giản? Chúng ta hãy cùng nướng một món bánh không cần nướng, vị dâu tây và thạch kem tươi, các lớp bánh xen kẽ trong thạch kem pha lẫn với những quả dâu tây ngọt ngào. Chiếc bánh này sẽ đưa bạn vào một hành trình bổ dưỡng đầy lôi cuốn trong từng miếng bánh. Nó là một chiếc bánh không cần nướng đơn giản với các thành phần giản đơn như sữa tươi, sữa đặc bay hơi và cả sữa đặc có đường. Hãy chú ý nghe kỹ các loại sữa nha. Tuyệt, chúng ta khuấy thật đều và sau đó thêm gelatin vào là xong. Giờ hãy lưu ý rằng chúng ta vừa đun nóng hỗn hợp này trong khi đang khuấy. Đó là một công đoạn giúp hỗn hợp sữa gelatin của bạn trở thành một phần của một thứ mà bạn sắp đổ vào một cái thố to đẹp. Giờ thì chúng ta sẽ đặt cái này trong tủ lạnh ít nhất 20 phút để nó đông lại. Trong khi đó, chúng ta hãy làm thạch. Vì thạch có vị dâu tây, chúng ta đều thích dâu tây. Chúng ta thích màu đỏ, chúng ta sẽ thêm một ít nước. Cho chính xác 400ml nước và gelatin vào đánh đều. Sau đó chúng ta sẽ đổ một nửa trong số đó vào một khuôn hình tròn nhỏ hơn và đặt nó trong tủ lạnh trong 10 phút. Khi chúng ta lấy ra, nó đã được đông lại thật đẹp. Chúng ta có thể thêm một số dâu tây tươi để có được sự tươi mát tuyệt vời. Sau đó, đổ phần còn lại của hỗn hợp gelatin lên trên. Bây giờ, để thạch trong tủ lạnh trong 30 phút. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta lấy nó ra và đặt thạch dâu lên trên phần thạch sữa. Sau đó, phần còn lại của hỗn hợp thạch sữa được đổ xung quanh và phía trên để giấu lớp thạch ở giữa. Lắc nhẹ một chút và để trong tủ lạnh ít nhất 2 giờ. Bạn có thể làm công thức này với bất kỳ loại trái cây nào bạn thích. Bạn có thể sử dụng xoài, anh đào, kem hay bất cứ loại dâu nào bạn muốn. Giờ khi lấy bánh ra khỏi tủ lạnh, chúng ta lật ngược bánh lại để bông hoa trắng xinh xắn đáng yêu lên trên cùng. Bạn thấy đấy, mới chỉ có màu trắng. Hãy trang trí thêm với một số dâu tây tươi và lá bạc hà xanh. Bạn có biết rằng Hannah Grassis đã xuất bản công thức này trong cuốn sách của cô ấy từ thế kỷ 18? Vâng, là một công thức đồng quê đã cũ, đã làm thử và ăn thử. Hoàn hảo cho các bữa tiệc mùa hè. Rất ngon!